Trấn Thành treo status choáng sau khi bị ném đá vì thiên vị hot boy trà sữa. Quyết định của Trấn Thành để hot boy tấn lời chiến thắng trong chương trình không được lòng nhiều khán giả. Vừa qua, chung kết chương trình thách thức danh hài mùa 3 đã chính thức diễn ra và người chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Tấn Lợi, có biệt hiệu là hot boy trà sữa. Ở vòng trước đó, thí sinh này đã xuất sắc giành được 100 triệu chỉ bằng những câu nói ngô nghê dễ thương. Những tưởng tiến vào chung kết, anh chàng này sẽ chuẩn bị một tiết mục hoành tráng hơn nữa, nhưng cuối cùng lại không đạt được sự kỳ vọng của mọi người. Chính vì những màn chọc cười khán giả bị chê nhạt như nước ốc, nhưng giám khảo Trấn Thành vẫn cười vui vẻ, khiến nhiều người không phục vào chiến thắng trị giá 150 triệu của Tấn Lợi. Ngay sau khi kết thúc chương trình, không chỉ Tấn Lợi bị chê, giám khảo Trấn Thành cũng ảnh hưởng không ít. Nhiều người nhận thấy Trấn Thành cười quá dễ dãi, nên Tấn Lợi mới vượt qua thí sinh tiềm năng khác là Cẩm Hà như vậy. Hot boy trà sữa vẫn tiếp tục bài cũ của mình và chiến thắng thách thức danh hài quá dễ dàng. Anh chàng còn ẵm giải thưởng cao hơn cả phần thưởng vòng trước. Chiến thắng không thuyết phục của Tấn Lợi khiến Trấn Thành khá đau đầu khi bị cơn mưa chỉ trích của cư dân mạng. Vừa qua, nam danh hài đã đăng một status đầy ẩn ý trên Facebook và cư dân mạng cho rằng đây là sự hối hận về quyết định của anh đã đưa ra. Mình sai rồi, có những điều không biết phải giải bày thế nào, thôi thì... hai. Ngoài những fan ủng hộ Trấn Thành, nhiều người vào cuộc bóc mẹ anh đã chọn nhầm người. Không chỉ khán giả mà Trường Giang cũng khó chịu với đồng nghiệp khi cười quá sảng khoái. Biểu cảm cạn lời của Trường Giang mỗi lần Trấn Thành cười vì Tấn Lợi pha trò.